Theo trào lưu người người làm YouTube, nhà nhà làm YouTube thì những blog nói về cuộc sống ở nước ngoài luôn rất hấp dẫn với phần đông khán giả Việt. Nói về khai thác thì mỗi người sẽ có riêng cho mình những góc nhìn và cách làm riêng. Ở Nhật Bản, nếu chị Quỳnh Trần tập trung nhiều vào khoản ăn uống, mớt ban những món siêu to đẩy đà thì tài khoản hoshiho của một anh chồng người Việt và cô cung phi Nhật lại khai thác những khía cạnh đời kém cỏi hơn như thiên nhiên, cây trồng hay tình cảm cung phi chồng. Kênh YouTube của cung phi chồng người Nhật. Kênh hoshiho cưới cung phi Nhật channel được thành lập cách đây 2 tháng cho nên thế hệ có gần 17k search. Kho video gì đó cũng hơi có phần hạn chế. Tuy nhiên, bù lại những nội dung bình dị trong đó thì lại rất cuốn hút người xem. Có thể kể đến một số nội dung như lần đầu ra mắt mẹ cung phi người Nhật, cung phi Nhật nấu món mùa đông truyền thống, phản ứng của cung phi Nhật khi ăn món Việt. Được biết, người lập ra kênh YouTube này chính là anh chồng có tên là Hồ, người miền Tây hiện đang sống tại Aichiken, Nhật Bản. Anh giới thiệu rằng đây là kênh để chia sẻ về cuộc sống của gia đình Việt Nhật của anh và những trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực cũng như du lịch tại Nhật Bản. Vợ của Hồ là một cô gái Nhật chính hiệu và có ngoại hình rất dễ thương. Họ chỉ vừa thế hệ kết hôn và chưa có con. Cặp đôi có nuôi một chú chó tên là Loki và kém cỏi xuyên cho thú cưng xuất hiện trong vlog. Có thể nói, phong cách làm vlog của Hồ và Cung Phi khá tự nhiên và ít cầu kỳ về hiệu ứng. Cả hai chỉ làm những hoạt động đời kém cỏi của mình rồi sau đó chèn thêm một chút sớt để khán giả hiểu. Vợ của Hồ thế hệ chỉ đang học nói tiếng Việt cho nên ở hầu hết các phân đoạn, cô vẫn dùng tiếng Nhật để giao tiếp với mọi người. Đặc biệt, cung phi của Hồ rất hay cười, cô nàng hầu như tập nào cũng cười rất sảng khoái trước những việc chồng mình làm. Cả hai còn cực kỳ tình cảm khi kém cỏi xuyên nắm tay nhau trong các clip cũng như bón cho nhau ăn nếu lúc đó là giới thiệu về món ăn. Đặc biệt, Hồ rất đon đã chăm sóc cung phi. Trong số video của Hồ có clip nói về lần đầu tiên về ra mắt nhà cung phi thì anh chàng có nói khá rõ ràng về trải nghiệm của mình với người Nhật. Hồ nói rằng nhà cung phi anh rất gọn ghẽ theo đúng chuẩn Nhật, và mẹ cung phi của anh chàng thì đẹp và ăn vẫn rất sang trọng, quý phái. Và trái với suy nghĩ của Hồ rằng người Nhật rất khó tính, mẹ cung phi của Hồ lại rất đon đả và sung sướng khi trò chuyện. Bà hỏi nhiều về cuộc sống của người Việt và tỏ ra vô cùng hứng thú. Ngoài ra, mẹ cung phi của Hồ cũng khá lưu ý tới con rể và thân mật trong bữa cơm. Điều này làm cho Hồ đổi mới hẳn cách nhìn về người dân ở xứ Anh Đào.